trong thôn triệu tập một lúc 500 người, đồng thời trong tay mỗi người đều mang theo liềm, muốn trong vòng một đêm thu hoạch 1.000 mẫu. Thì ra các thôn khác đang có nạn đói, mà thôn của bọn họ trước mắt lại có sản lượng tốt nhất. Kết quả thành phủ coi Ngư Bắc thôn là kiểu mẫu, còn mời Khâm Sai đến thanh tra. Nếu là số lương thực này bị hắn dùng làm đưa đẩy nhân tình thì các thôn dân bận rộn vô ích. Vì thế chúng tôi quyết định thu hoạch trước, báo sai sản lượng. Bốn người nhà chúng tôi tự nhiên cũng ở trong số đó. Đến nửa đêm tôi lại bảo Vương Nghị Cầu điều tư quân đến thu hoạch. Có được những tiểu gia hóa huyết khí phương cương này, tốc độ thu hoạch trong chốc lát tăng mạnh. Cuối cùng vào giờ thần bá khắc, 1.000 mẫu đất mới triệt để thu hoạch xong. Rất nhiều thôn dân mệt mỏi nằm gục, thậm chí thể lực không còn một chút gì, nằm trên ruộng lúa mì chờ trọi ngủ. Còn về Lâm Vô Nguyệt ba nữ sớm đã ngồi dựa vào nhau mơ mơ màng màng ngủ thiếp. Duy chỉ có Vương Nghị Cầu cùng mười mấy tráng sĩ vẫn sinh long hoạt hổ. Đây chính là thành của thường xuyên huấn luyện cao độ mang đến, cùng với người bình thường căn bản là khác biệt. Lâm công tử, mọi người đều rất mệt mỏi. Công việc của ngày hôm nay có phải lên dừng lại không? Hi hí, đương nhiên, trong vòng 2 ngày mọi người đều có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngoài ra, ông an bài mấy người đem lúa mì thu hoạch đợt sàng lọc trước, thống kê số lượng, làm tốt công tác chuẩn bị. Lão thôn trưởng lĩnh mệnh rời đi. Khi bốn người chúng tôi về đế trang viện, đều mệt mỏi dã rời ngồi trên ghế. Tướng công, mọi người đợi một lát. Em bây giờ sẽ đi nấu cơm. Không cần, đại phu nhân đêm qua vất vả, hôm nay để cho vi phu nấu cơm đi. Vừa hay cũng để cho ba em nếm thử chủ nghệ của anh. Nhìn bóng dáng của tôi đi vào phòng bếp, ba nữ hai mắt long lanh. Ở thời đại phong kiến lạc hậu này, nam nhân căn bản là không thể vào bếp, càng sẽ không biết dùng nồi chảo. Nhưng tôi căn bản không quan tâm mấy thứ này, khiến cho ba nữ đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nam nhân vừa có thể kiếm tiền lại trân trọng như vậy, ở thế giới này tuyệt đối là loại quý hiếm. Vô Nguyệt tỷ, tướng công thật tốt. Đúng vậy, tướng công chính là miệng cứng lòng mềm. Ba chúng ta bình thường đều bị anh ấy chiều cho một thân tật xấu. Sau này nhất định phải cố gắng phục vụ tốt tướng công mới được. Có đại phu nhân mở lời, Diệp Vạn Thanh liền gật đầu, chỉ có Una về mặt lúng túng. Bọn họ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đã nửa năm, mà bản thân chưa cùng tôi viên phòng. Như vậy đổi thành nam nhân khác sợ rằng đã sớm bỏ cô rồi. Như thế có thể thấy, tôi thật sự không phải là một nam nhân tốt bình thường. Cũng khiến cô ấy cuối cùng hạ quyết tâm. Tam muội, sao mặt em đỏ như vậy? Không lẽ là bị bệnh rồi đó chứ? Thế sao? Có thể là do làm việc quá mệt mỏi. Không ngờ thu hoạch lại vất vả như vậy. Una cố ý đổi chủ đề. Mặc dù Diệp Vạn Thanh không phát hiện cái gì, dù gì cô ấy trên chiến trường mặt không đổi sắc lấy một địch trăm, nhưng Lâm Vô Nguyệt thân là người từng trải liếc mắt một cái đã nhìn ra. Vì thế nói đùa, kết quả Diệp Vạn Thanh cũng hiểu ra. Hai nữ lúc này ngươi một câu ta một câu, nói cho Una vẻ mặt bối rối rời đi. Đến cơm cũng không ăn. Chẳng mấy chốc, tôi mang ra bốn tô mì cà chua trứng nóng hổi. Thông qua hai nữ giải thích tôi biết được Una không đói nên đi ngủ trước. Nhưng khi tôi ăn xong bát mì, chuẩn bị mang bát mì còn lại cho Una, Lâm Vô Nguyệt đột nhiên ngăn cản, bởi vì cô ấy lo cho thân thể của tôi, cộng thêm bận rộn cả một đêm, ai biết được Diệp Vạn Thanh không vui. Hừ một tiếng, đại phu nhân đúng thật là tốt bụng nhiệt tình, trong lời nói mang theo mùi vị giấm chua. Trên thực tế là âm thầm nhắc nhở đừng lo chuyện bao đồng. Cô biết Lâm Vô Nguyệt đối với cô có ý kiến, vì thế vẫn luôn có mối quan hệ không tồi với Una. Thấy Lâm Vô Nguyệt có ý ngăn cản, phá hỏng chuyện tốt của Una, cô không đồng ý, mà Lâm Vô Nguyệt như bị đóng băng tại chỗ. Cô ấy không nghĩ đến Diệp Vạn Thanh sẽ nói rõ ra như vậy. Về phần tôi cũng nghe ra mùi thuốc súng, liền thuận miệng hỏi vừa rồi phát sinh chuyện gì. Nhưng Lâm Vô Nguyệt chỉ là thở một hơi, nếu nhị phu nhân đã mở lời, vậy ta cũng không quản chuyện này nữa. Dứt lời chuyển thân đi về phòng, đồng thời dùng lực đóng cửa phòng lại. Em có chuyện gì vậy? Còn không phải là vì anh, nam nhân thối. Diệp Vạn Thanh nói xong cũng trực tiếp rời đi. Lúc này trong lòng tôi đầy tức giận, nhưng đáng tiếc là không ai để ý. Cuối cùng tôi chỉ có thể mang tô mì cà chua trứng đi đến phòng Una. Vốn dĩ có lòng tốt xuống bếp chiêu đãi ba vị phu nhân, nhưng thật không ngờ không nhận được kết quả tốt, ngược lại khiến cho bọn họ không vui. Rất nhanh, tôi gõ cửa phòng Una, nhưng nha đầu này mặt đỏ hồng vì bị hai nữ trêu chọc, nằm trên giường trùm chăn không dám ra mở cửa. Đúng lúc này, A Tam chống quải trượng đi tới. Thập tứ gia, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Bát mì này thưởng cho người ăn. Vậy thì đa tạ thập tứ gia. Vừa hay tôi còn chưa ăn sáng. A Tam tiếp lấy tô mì khuôn mặt vui vẻ. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều có mì ăn tự nhiên là vui. Nhưng đột nhiên, Una xông ra ngoài, một tay lấy đi bát mì trứng trong tay A Tam, đồng thời dùng lực kéo tôi vào trong phòng. Ở trước mặt cô ấy giống như một con gà nhỏ yếu đuối, muốn đi căn bản không đi được. Lúc này tôi biết mọi chuyện đã kết thúc. Sáng hôm sau, tôi chống tay vào tường cảm giác như mình đã mất đi 10 năm tuổi thọ. Giờ khắc này tôi chỉ muốn ôm đầu và khóc. Ngược lại Una mặt mày hồng quang, cũng triệt để mở ra tâm kết. Sau đó tôi đi vào trong viện càng nghĩ càng khó thở. Không được, cứ tiếp tục như vậy, không đến mấy ngày tôi chỉ có thể nằm liệt trên giường. Tôi phải nghĩ biện pháp, chế tạo một ít thuốc bổ. Yêu, tướng công đi ra rồi sao? Tam muội của Nhiên tuyệt vời, vậy mà khiến tướng công đau khổ như vậy. Thảo nào em và Vô Nguyệt hôm qua âm dương quái khí như vậy, thì ra là cố tình gài bẫy anh. Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ý, anh mới là độc phụ, người ta còn không phải muốn tốt cho anh, vậy mà oan uổng em như thế.
thật là không có lương tâm. Nói xong lộ ra dáng vẻ đau khổ, sau đó chủ động tiến lên giúp đỡ tôi, như vậy khiến tôi sợ nhảy dựng. Đừng động vào anh. Anh từng nói, trong một tháng không gần nữ sắc, em, cách xa anh một chút. Diệp Vạn Thanh cười lớn, nhìn bóng dáng tôi rời đi một cách đau khổ. Cô ấy thật sự không nhịn được, thực ra cô ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình. Không phải là không quan tâm tôi, chỉ là trong mắt cô ấy tôi ưu tú như vậy. Tương lai khẳng định sẽ thu hút càng nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn. Nếu là không khống chế được sẽ có chuyện xảy ra. Đồng thời cũng tuân thủ nguyên tắc dụng tốt không được rơi vào tay người ngoài. Sau một lát tôi trở về thư phòng đem cửa phòng đóng lại. Như vậy mới thở ra một hơi, nhưng nghĩ lại cảnh bản thân bị tra tấn đêm qua, khiến tôi có một loại xúc động muốn khóc. Chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung Una, đó chính là bá khí lộ ra. Khắc tiếp theo tôi lấy ra cuốn sách hơi ố vàng. Đây chính là cuốn sách mà Mã Kỵ lén lút tặng tôi lần trước. Lúc đó tôi vẫn còn khinh thường, nhưng hiện tại tôi hận là không thể cho Mã Kỵ một cái ôm ấm áp. Tiểu tử này thật sự quá hiểu mình rồi. Nhìn trang đầu tiên cái gì mà tăng cường xương cốt các loại công thức phối phương. Ai vậy? Tướng công, mau ra đây. Lão thôn trưởng nói, Ngọc Thành phủ đến rất nhiều người. Chuyện gì đến cũng phải đến. Lúc này trước cửa thôn đứng một nhóm quan binh Ngọc Thành phủ, phía sau còn có hai chiếc xe ngựa. Khi thấy tôi đi đến, Mã Kỵ nhanh chóng nháy mắt với tôi. Lâm công tử, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Hôm nay phủ Doãn đại nhân và Khâm Sai triều đình Thôi đại nhân đặc biệt đến tuần tra Ngưu Bắc thôn. Mau cùng bản quan đi nghênh tiếp hai vị đại nhân. Sao lại gấp như vậy? Ây, Lâm công tử, tốc độ của ngài cũng quá nhanh rồi. Mới qua có hai ngày, ngài đã thu hoạch toàn bộ lương thực rồi. Chí Linh, bản quan nghe nói, Ngưu Bắc thôn năm nay cây trồng phát triển không tệ, vì sao một bông lúa mì cũng không nhìn thấy? Có phải là cố ý trêu chọc bản quan? Thôi đại nhân đó nhìn bốn phía xung quanh cũng không hiểu, hắn sớm đã nghe nói Ngưu Bắc thôn là vùng đất cằn cỗi, càng là biết được một số lời đồn của tiểu tử này lúc trước. Nếu lần này tay không trở về, thật sự là làm lỡ việc lớn. Thu đại nhân có điều không biết, mấy ngày trước, Ngưu Bắc thôn đã bắt đầu thu hoạch lương thực rồi, bây giờ lương thực đã được cất vào kho bảo quản, vì thế ngài tự nhiên là không nhìn thấy lúa mì. Hừ, bản quan trước đây từng nói sẽ phải quan binh Ngọc Thành phủ đến thu hoạch lương thực. Ngươi dám kháng lệnh? Thu Quang Nhật tự nhiên là nhìn ra tôi đang chơi đùa tâm tư với hắn, trong lòng vô cùng căm hận. Đại nhân thực sự là hiểu nhầm Thảo Dân rồi. Loại chuyện thu hoạch lương thực vốn là trách nhiệm nên làm của Ngưu Bắc thôn, sao lại dám phiền Ngọc Thành phủ đến giúp đỡ? Thảo Dân vốn có tấm lòng chân thành, tuyệt không có ý giấu giếm. Tại đương trường, trừ vị Thôi đại nhân không hiểu tôi, Thu Quang Nhật và Mã Kỵ đều biết tôi có tính cách gì. Lời này nghe thì hay, thực ra thì hoàn toàn là ăn nói tào lao. Nếu bản thân tôi thành thật nghe lời như vậy, vậy Thu Quang Nhật sớm đã không có lo lắng. Hừ, bản quan hỏi ngươi, sản lượng năm nay của Ngưu Bắc thôn là bao nhiêu? Lão thôn trưởng, nói cho Thu đại nhân, năm nay Ngưu Bắc thôn chúng ta tổng cộng sản xuất ra bao nhiêu lương thực? Hồi bẩm phủ Doãn đại nhân, năm nay Ngưu Bắc thôn sản lượng sản xuất ra là 12 vạn cân lúa mì. Sau khi nghe thấy con số này tôi thở ra một hơi. Tôi sợ rằng lão thôn trưởng nhất thời căng thẳng nói sai. Bà Mã Kỵ nghe được sản lượng ít như vậy, sắc mặt biến đổi có chút khó coi, trong lòng âm thầm mắng tôi keo kiệt, cũng âm thầm nhắc nhở, không cần hỏi hắn cũng biết tôi khẳng định là báo sai. Một khi bị quan phủ tra ra, sợ rằng cả Ngưu Bắc thôn đều phải mất đầu. Quả nhiên, Thu Quang Nhật trừng mắt. 12 vạn cân, sao lại ít như vậy? Bản quan nghe nói, Ngưu Bắc thôn năm nay khai hoang hơn 1.000 mẫu đất. Chí Linh, ngươi phải biết báo sai sản lượng với triều đình, đó là đại tội mất đầu, là Chu Di cửu tộc đó.